Ơi, đi học về rồi. Vừa mệt vừa đói nữa. Tôm à. Xúc xích ngon thế. Nhưng mà mình tiết kiệm mãi mới được 4.000. 4.000 thì chỉ mua được nửa cái thôi. Nhưng mà mình thèm lắm rồi. Hay là mình sẽ vào mua nửa cái xúc xích. Bác ơi, bán cho cháu nửa cái xúc xích. Cháu có 4.000. Nửa cái xúc xích á? Bác không bán đâu. Đây ạ, cháu có 4.000 ở đây, bác bán cho cháu nửa cái đi. Mua này thì mua nửa cái xúc xích. Bao giờ mua được cả cái xúc xích thì quay lại đây. Gì mà bác? À, hay là bác bán cho cháu một cái đi. Cháu trả một nửa rồi ngày mai cháu về cháu xin mẹ, cháu mang trả cho bác. Cái gì? Ăn chịu à? Ăn nửa cái rồi mai mới trả nốt nửa cái à? Trẻ con trẻ mỏ mà khôn ấy. Đi về đi, không bán đâu. Mai có đủ tiền rồi quay lại đây. Cháu thèm lắm rồi bác ơi, bác bán cho cháu đi mà, cháu năn nỉ bác đấy. Đi mà bác. Này nha. Bác đã bảo là bác không bán thì mày cứ đứng lại ỉ ôi không? Ám quẻ bác à? Đi về đi. Đi ra chỗ khác cho bác bán hàng. Đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác cho bác bán hàng. Bố khốn đốn, con làm sao đây? Sao lại ngồi khóc ở đây? Mẹ ơi, con thèm ăn xúc xích quá. Mà con mua một nửa cái bác ấy không bán cho con. Bác ấy còn mắng con nữa. Bác ấy mắng, bác ấy còn đuổi con đi. Bác ấy bảo con ám khỏe. Sao bác ấy lại quá đáng thế nhở con nhỉ? Dù sao con cũng là trẻ con thôi mà. Bác ấy không bán thì thôi chứ. Không khóc nữa mẹ thương nhá. Mẹ thương. Con mua nửa cái thì chắc chắn là bác ấy không bán đâu. Thế vẫn thiếu nửa cái nữa à? Thiếu bao nhiêu tiền nữa hả con? Con thiếu 4.000 nữa để mới đủ mua một cái. Chắc là lúc đấy cái bác bán xúc xích, bác ấy bực bội trong người chuyện gì đấy nên là bác ấy mới bực lây sang con thôi. Chứ không phải là bác ấy ghét con đâu. Con đừng khóc nữa nhá. Bây giờ mẹ đưa cho con thêm 4.000 nữa, xong rồi con ra mua một cái xúc xích. Con sẽ làm giúp mẹ thật nhiều việc để coi như là mẹ trả công cho con nhá. Bác ơi, cháu có đủ tiền rồi. Bác bán cho cháu một cái đi ạ. Cháu xin lỗi bác. Lần trước cháu không biết là bác không bán nửa cái. Bán cho cháu một cái đi ạ. Bác xin lỗi nhá. Lần trước bác cứ tưởng là mày đến trêu bác để bác mới nổi nóng với mày. Khổ thân, thằng bé ngoan thế mà lần trước bị đuổi. Thế lần này bác bán giảm giá một nửa là mua được hai cái nhá. Thật hả bác? Cháu cảm ơn bác nhá. Cháu gửi tiền bác. Hôm nay mình quyết định là sẽ đi ăn xúc xích thượng hạng luôn. Mà chỗ này là xúc xích của Hàn Quốc đấy. À, chủ quán là Hàn Quốc luôn. Hàn rất là thích luôn. Mình sẽ mua 3 cái về cho cả bốn cô đồ ăn cùng nữa.
Chào bốn vốn đốn. Ừ, chào cậu. Cậu mang gì đến ăn đấy? Ừ, hôm nay tớ mua xúc xích. Hôm nay nhá, tớ có một chuyện rất là vui luôn. Bác bán xúc xích, bác ấy khuyến mại cho tớ hẳn một cái. Tớ mang luôn cho cậu một cái nè. Cậu mang cái gì kia? Tớ mang xúc xích nè. Cậu mang xúc xích luôn hả? Đúng thế. Bởi vì tớ phát hiện ra là gần nhà tớ có một quán bán xúc xích thượng hạng của Hàn Quốc rất là ngon luôn. Thế á? Ừ. Xúc xích Hàn Quốc. Ôi, tớ có xem phim Hàn Quốc rồi, thấy người ta ăn ngon lắm. Chúng ta cùng ăn thử đi. Trước khi chúng ta ăn thử xúc xích lên đường, à, xúc xích thượng hạng, thì chúng ta có một thử thách cho các bạn. Đó là thử thách 5 giây. Trong vòng 5 giây, các bạn hãy thật sự nhanh tay kéo xuống, bấm vào nút like cho video này nhá. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xuất sắc cả like video này. Cậu rất là tò mò về xúc xích thượng hạng đúng không? Tớ tò mò lắm luôn. To thế, bên ngoài còn có cả cái gì đây cậu? Có cả cái gì nhìn rất là bên ngoài đẹp mắt luôn. Thì bên ngoài thì tớ đã gọi thêm hai topping, đó là khoai tây chiên và đường. Xúc xích lại còn bọc thêm cả khoai tây và đường nữa. Đây. Nhìn ngon quá cậu ơi. Chưa hết đâu. Đây. Ôi. Thế cậu cho tớ ăn một cái đúng không? Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn thân thì chúng ta phải chia sẻ chứ. Ừ, trong này có 3 vị cơ, một cái là xúc xích thường, một cái là hot dog và bên trong có mozzarella phô mai, còn một cái thì là hot dog và bên trong có phô mai cheddar. Đó. Nên là bên trong này có cả phô mai nữa luôn. Có thể có phô mai luôn. Tớ chưa được ăn phô mai bao giờ cậu ạ. Còn xúc xích của cậu thì sao? Xúc xích này tớ mua với giá là 8.000 một cái ở gần cổng trường mình đấy. Thế á, xúc xích này của tớ mua với giá là nếu tính cả topping thì là 28.000 một cái. Lâu lắm rồi tớ cũng không ăn loại xúc xích ở cổng trường mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau ăn thử nhá. Tớ thèm lắm luôn ý. Không hết cổng trường. Tớ đã nhớ lại được hương vị của xúc xích ở cổng trường mình rồi. Nó thơm thơm béo béo. Ngon. Đặc biệt là tớ mua 2 cái với giá bác 8.000 thôi, nó khuyến mại 1 cái. Rẻ dữ vậy. Nhưng ăn thấy khá nhiều bột. Ăn nó bùi bùi nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng ăn thử xúc xích thượng hạng của tớ nha. Đây, tớ sẽ nhường cậu ăn xúc xích.
cổng trường và xúc xích thượng hạng của chúng tớ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ở nhà các bạn thì các bạn hay ăn loại xúc xích nào? Đã bạn nào từng ăn thử xúc xích thượng hạng của Hàn Quốc chưa? Cho chúng tớ biết ở dưới bình luận nha. Đừng quên đăng ký bởi vì chúng mình sẽ quay lại rất là nhiều video hấp dẫn nữa nha. Chào các bạn và hẹn gặp lại. Tạm biệt.